các nguyên nhân gây rụng trái và méo trái sầu riêng. Thiếu nước, thừa nước, sốc nước, thiếu trung vi lượng, ví dụ như bo hoặc canxi. Cạnh tranh dinh dưỡng do cây bực độc, cây phát sinh GA3 nội sinh làm yếu cuống trái, làm méo trái. Thời tiết, nhiệt độ cao hoặc quá lạnh, sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, sâu bệnh hại. Khi nào dùng 4CPANA? Khi hoa chớm nở, để kích hoa nở đồng loạt 3-5 ppm. Khi hoa nở rộ, để kích thích quá trình phát triển trên hoa và thụ phấn tốt hơn 5-8 ppm. Khi trái non, để tăng kích thước trái 1-2 ppm. Có thể sử dụng oxin NaA với liều cao hơn khoảng gấp 3 lần so với 4CPANA để thay thế, nhưng trong giai đoạn trái non chỉ sử dụng 1-2 ppm hoặc ít hơn. Khi nào dùng GA3? Khi trái đã thụ phấn thành công và đậu trái, nhưng vẫn có khả năng rụng sinh lý vì các lý do nêu trên. Sử dụng GA3 để kích thích trái phát triển nhanh, vượt qua giai đoạn rụng sinh lý. Tuy nhiên, không lạm dụng mà chỉ sử dụng tối đa 3 lần trong giai đoạn nuôi trái để tránh làm trái không tròn đều. Phun GA3 đều lên mọi mặt trái hoặc nhúng trái, tuyệt đối không phun lên lá. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng GA4, GA7 để thay thế GA3 làm trái phát triển đồng đều hơn và không bị dài trái, méo trái. Khi nào dùng chất ức chế GA3 như Uniconazole, Mepiwat? Kết hợp với lân và kali cao để hạn chế khả năng ra đọt, hay còn gọi là hãm đọt, chặn đọt, GA3 thấp làm cho quá trình bực đọt không thành công. Phun vào trái để chống rụng trái và làm tròn trái, nếu không bổ sung GA3 cho trái mà để trái tự sản sinh GA3 nội sinh. Lượng GA3 sinh ra không đồng đều do ánh sáng và dinh dưỡng không cân đối, làm trái bị méo và cuống trái yếu đi. Khi nào dùng Brassinolide? Kể cả khi thời tiết thuận lợi, trong quá trình ra hoa và đậu trái, cây vẫn chịu tác động từ điều kiện ngoại cảnh chủ quan, nước tưới, dinh dưỡng và khách quan, thời tiết. Vì vậy, trong mọi trường hợp nên bổ sung Brassinolide, liều 10g Brassinolide 0,15% cho 150 lít nước và tăng liều trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để tăng khả năng chống chịu của cây, giảm rụng trái non. Kết luận. Sử dụng Brassinolide vào bất cứ khi nào. Sử dụng ức chế GA3 khi làm tròn trái hoặc chặn nọc. Sử dụng GA3 để chạy trái. Sử dụng 4CPANA trong quá trình trước và sau khi ra hoa rộ. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin bổ ích.